Tối ngày 23 tháng 6, Việt Nam thêm 85 ca Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh tìm người từng đến Co-op Food ở thành phố Thủ Đức vì nhân viên cửa hàng mắc Covid-19. 4 nhân viên y tế Bắc Giang nghi mắc Covid-19. Một công an mắc Covid-19 tiếp xúc với F0 hơn nửa tháng trước. Thành phố Hồ Chí Minh Đi siêu thị, chợ đầu mối bắt buộc khai báo y tế điện tử từ ngày 24 tháng 6. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 tối ngày 23 tháng 6 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam tối ngày 23 tháng 6 ghi nhận thêm 85 ca dương tính, bao gồm 82 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, trong ngày 23 tháng 6, Việt Nam đã ghi nhận thêm 220 ca COVID-19, bao gồm 3 ca nhập cảnh và 217 ca trong nước. Ngày hôm nay, 138 người được công bố khỏi COVID-19, 1 ca tử vong, nâng tổng số các khỏi bệnh từ đầu dịch lên 5.684 ca, tổng số tử vong là 70 ca. 85 ca mắc mới từ số 13.863 đến 13.947, trong đó có 82 ca bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 61 ca, Đà Nẵng 6 ca, Bắc Ninh 4 ca, Long An 3 ca, Nghệ An 5 ca, Kiên Giang 2 ca, Bắc Giang 1 ca. Trong số này, 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã phong tỏa. 18 tỉnh thành bao gồm Bạc Liêu, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Tháp, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. 8 tỉnh bao gồm Ninh Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Các ca mắc mới cụ thể như sau. Tại Đà Nẵng ghi nhận 6 trường hợp mắc mới là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Tại Bắc Giang ghi nhận 1 ca mắc mới có địa chỉ tại huyện Việt Yên đều trong khu cách ly. Tại tỉnh Long An ghi nhận 3 ca mắc mới là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa. Tại Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc mới, bao gồm 3 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca trong khu vực phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 23 tháng 6 dương tính. Tỉnh Nghệ An ghi nhận 5 ca mắc mới, bao gồm 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca trong vùng phong tỏa. Tỉnh Kiên Giang ghi nhận 2 ca đều là F1 của ca bệnh đã được cách ly, điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 61 ca mắc mới, bao gồm 60 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca đang điều tra dịch tễ. 3 ca nhập cảnh bao gồm một ca nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang là nữ 24 tuổi có địa chỉ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ngày 21 tháng 6, cô từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 22 tháng 6 dương tính với Covid-19. Hiện tại đang điều trị tại trung tâm y tế thành phố Hà Tiên. Hai ca nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 2 tháng 6, họ từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Sa Mát, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 22 tháng 6 khẳng định dương tính hiện tại đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay 23 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức về trường hợp mắc Covid-19 là nhân viên của cửa hàng Co-op Food Phú Hữu tại số 828A Nguyễn Duy Trinh. Nhằm kiểm soát sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phú Hữu thông báo người từng đến mua sắm tại cửa hàng Co-op Food, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức vào ngày 8 tháng 6 năm 2021 đến ngày 21 tháng 6 năm 2021, trong khoảng thời gian cụ thể sau đây cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất. Từ 7 giờ đến 13 giờ các ngày 8, 10, 12, 15, 17, 19 tháng 6 năm 2021. Từ 7 giờ đến 21 giờ ngày 11, 13 tháng 6 năm 2021. Từ 13 giờ đến 21 giờ ngày 14, 16, 20 tháng 6 năm 2021 và từ 13 giờ đến 18 giờ ngày 21 tháng 6. Cần sớm liên hệ ngay với trạm y tế địa phương nơi gần nhất hoặc trạm y tế phường Phú Hữu để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang ngày hôm nay 23 tháng 6 ghi nhận 4 nhân viên y tế trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nhiễm virus. Sở Y tế cho biết 4 nhân viên y tế dương tính được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc trong khu điều trị. Trước đó, 28 cán bộ y tế khác trong khu điều trị ghi nhận mắc COVID-19 khi xét nghiệm định kỳ. Các trường hợp này chưa được Bộ Y tế công nhận được xem là nghi nhiễm. Cũng trong chiều ngày hôm nay 23 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An phát đi thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 là công an 42 tuổi, quê ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, công tác tại công an của huyện này. Qua điều tra dịch tễ, bước đầu xác định lần cuối cùng người này tiếp xúc với F0 đã hơn nửa tháng trước và có lịch trình dày đặc theo đó, vào tối ngày 5 tháng 6, người này ăn tại quán hải sản ở phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, cùng với một số người bạn. Trong quán lúc đó có bệnh nhân ngủ ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, đã được Bộ Y tế công bố, cùng ngồi ăn ở bàn khác. Ngày 21 tháng 6, ông đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả âm tính với COVID-19. Đến sáng 22 tháng 6, sau khi nghe thông tin nam thanh niên ở thành phố Vinh bị nhiễm COVID-19, ông lại đến khai báo y tế tại trạm y tế thị trấn Đô Lương và được cách ly tập trung tại trường mầm non. Tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm lại cho thấy ông bị nhiễm COVID-19. Kể từ ngày 5 tháng 6 đến khi được đưa đi cách ly, do đặc thù công việc, bệnh nhân có lịch trình dày đặc ở các huyện Đô Lương, Nghĩa Đàn, Thái Hòa. Trong 21 ngày qua, bệnh nhân không có biểu hiện gì khác thường về sức khỏe. Theo kết quả điều tra truy vết, bệnh nhân này xác định được khoảng 137 trường hợp F1. Ngoài các trường hợp F1 là người thân trong gia đình, các F1 của bệnh nhân còn có những công an nhiều xã và cán bộ công an tỉnh Nghệ An do tiếp xúc qua các buổi làm việc, họp giao ban tại đơn vị. Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương cũng đã ra thông báo tạm dừng các phòng khám đa khoa và chuyên khoa trên địa bàn để bảo đảm phòng chống dịch bệnh, điều tra truy vết rộng, khoanh vùng, cách ly và ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm ngay những đối tượng có nguy cơ cao. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Anh Đức vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành thành phố Thủ Đức, các quận huyện về việc bắt buộc khai báo y tế điện tử trên diện rộng toàn thành phố kể từ ngày 24 tháng 6. Hệ thống khai báo y tế điện tử áp dụng thống nhất cho tất cả cơ sở y tế trên địa bàn với mục đích hỗ trợ truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm, thay thế hình thức khai báo thủ công bằng giấy. Phần mềm này đã phát huy hiệu quả Phát hiện được nhiều ca nghi nhiễm và truy vết được nhiều trường hợp mắc COVID-19, từng đến các cơ sở y tế và xử lý kịp thời, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đối tượng áp dụng bao gồm người dân và các địa điểm kinh doanh làm việc, giải trí, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Cụ thể là các địa điểm kinh doanh làm việc bao gồm trụ sở làm việc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp. Cùng với đó là các nơi tập trung đông người bao gồm bệnh viện, cơ sở y tế trung cư, trường học, nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng cung cấp dịch vụ thiết yếu. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 tối ngày 23 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.